Đây là hai chú cháu đang đi tránh nắng ở Hà Nội và đang lên Thác Mu để nghỉ mát. Hà Nội nắng quá nên là phải lên chân thác này tránh nắng. Rét, nước này lạnh lắm. Ê, chú Toàn ơi, chú Toàn, quay cho chú Toàn này đứng đây nhỉ. Đây là gì? Lùi dưới cái ca này, chụp á. Quan tâm thì tất cả mọi người. Anh em thấy Thác Mu đẹp không? Và mát không? Đây là Thác Mu đấy nhá, còn chưa có dịp đi thác cao, thác cao và thác chữa. Ở trên này rất nhiều thác đẹp, anh em là có nhu cầu đi thác thì liên hệ với mình nhá.